Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, tòng thân cứu khổ, thoát nạn gông cùm. Nếu lại có người hoặc có tội hay vô tội bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thảy đều đức giả, liền được giải thoát. Cả gia đình này nội trong 3 ngày còn không mau lấy tiền ra. Em có điều tra qua, gia đình họ hình như là tin Phật, hèn gì mà dễ đối phó như vậy. Hả? Họ tin Phật? Vậy chúng ta có bị báo ứng không? Ốc mày bị lú rồi hả? Bắt cóc còn dám làm mà còn tin sợ báo ứng? Bắt cái đồ quỷ này hả? Mấy ngày này thiệt là khổ nhọc cho ngươi quá ha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng dở trò bằng không. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Người đang bị làm sao vậy hả? Người đang lẩm bẩm cái gì thế? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói tôi đang niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại ca, coi hai lát cẩn thận. Ta chỉ đang flexing một chút thôi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.